185, 182, 185 các bạn chờ trước. 171 căn chợ dùng đứng bên ngoài. 135 có nhìn chợ. Anh em xét tất cả những đống mỏ cho em. 182 cái mỏ hấu. Hay quá. Chừng hay đâu. Xét mỏ cho anh 195 đây này. 195 ra mỏ hấu. 171 vẫn đang rất chậm rồi đứng bên ngoài. Hai anh chủ trì này đang là thái ngang nhau dùng du 171. Năm nhất rồi. Hai cúp C hay. 5 có mỏ. Được anh em. 1/5 một đánh hai mặt. Còn lại phía trước, còn lại một cách đánh ngang nhau. Phải thay quá anh em. Đánh giống nhau thế nhỉ? Rất là đều. Phải đúng rồi, đúng lúc thôi, chứ sao là được. Con nó phải sợ đâu phải không? Và hết con lượt ra. Xe là gần 2 chỉ, 1 chỉ là 1 tháng 2. Đánh là 2 chỉ. 1 chỉ là 1 chỉ là 1 tháng 2. Chưa hỏi tự rồi. Có mỏ hơn một con em. Một ba. Còn một phút. Nguy vẫn đang định khỏe. Nó đang định khỏe. 135 đang định khỏe. Thế nào là có được chậm hơn đấy. Còn nhanh hơn đấy. Cần một cái xòe thôi nhé, 135 một phần xòe nhé. Xin rất là nhặt xòe. 9.5 mở. Xin là xòe, xòe nhanh nhé. Đã nhận định của em là xòe nhanh nhé. Tiếp tục xòe đấy. Đánh rất căng. Hoa căng. Đấm trước. Ba năm là quanh chân mơ chả hạn. Đánh trong mấy phút thôi nhé. Có xoay nhưng mà xoay nhanh nhé. Mình đi làm thì đâu. Thế ạ. 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ.